Hãy cùng chiêm ngưỡng cỗ máy nghìn cây Bandit 1590XP đến từ tập đoàn công nghiệp quốc tế Bandit, vượt trội hơn hẳn so với các mẫu máy nghìn cây khác trong cùng phân khúc. Còn quái vật ăn cây với kích thước nhỏ gọn này nhanh chóng trở thành cỗ máy mà mọi máy nghìn cây khác đều phải ganh tị. Với cái miệng kích thước 50x51cm, cỗ máy này có thể nhút chừng cả một thân cây có đường kính lên đến 46cm, cùng với tất cả các cành cây, lá cây và những thứ vụn vặt khác. Một khi đã được đặt vào máy, thân cây sẽ được đẩy vào bên trong bằng những bánh xe thủy lực với một lực cực mạnh. Nửa thân dưới của cây bị nghiền nát bởi một ống xoáy đường kính 94cm, giúp nghiền thân cây theo hình vòng cung thành những mảnh vụn li ti. Việc này ít gây rung lắc hơn, giúp cho cỗ máy 1590 này xử lý gỗ với một tốc độ khó tin và với nhiên liệu vận hành cũng thấp hơn, được thiết kế để hỗ trợ các công nhân vận chuyển gỗ. Chiếc máy tời trên xe trở thành một phụ kiện nổi bật. Hệ thống bánh xích của xe giúp cho việc nghiền gỗ có thể diễn ra trên những địa hình gồ ghề. Mặc dù những mẫu cải tiến khác đã được cho ra mắt, tuy nhiên chiếc Bandit 1590 này vẫn là một trong những cỗ máy nghiền cây nhỏ gọn và xuất sắc nhất từng được chế tạo. Giờ hãy cùng chiêm ngưỡng 7 cỗ máy xử lý cây cối khác nhé. Máy tỉa cây cọ Tornado, một thiết bị xoay khéo léo được dùng để cắt tỉa thân cây cọ. Nếu bạn không có điều kiện sống ở những nơi có cây cọ, thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào nhận ra những thân cây nhẵn nhụi này là kết quả của hàng giờ đồng hồ leo trèo cắt tỉa, thủ công trên những cây dày cộm. Với sự trợ giúp của máy tỉa cây Tornado, các công nhân có thể giữ an toàn tính mạng trong khi cỗ máy này sẽ tiến hành công việc của họ. Cỗ máy được cài đặt trên mặt đất và rồi được bao quanh thân cây và sau đó nó sẽ bắt đầu xoay quanh thân cây rồi dần dần tĩnh tiến lên phía trên. Ba lưỡi cưa của nó tiến hành cắt tỉa và những phần thô sơ của vỏ cây. Ngay khi nó đến được phía bên dưới của tán cây, nó bắt đầu một công việc khó khăn hơn. Khu vực dày cộm và đầy lồi lõm của thân cây này được tạo thành bởi những tán cũ đã rơi xuống sau khi cây phát triển cao hơn. Mặc dù đây là khu vực rất khó để cắt tỉa thủ công, nhưng cỗ máy tỉa cây Tornado này có thể cắt tỉa nó một cách dễ dàng. Nếu bạn đang phân vân giữa việc trèo lên trên cây để cắt tỉa và sử dụng phát minh kỳ diệu này, thì bạn sẽ chọn cái nào? Chắc là các bạn biết câu trả lời rồi nhỉ? Xin giới thiệu máy vận chuyển cây Tree Space. Đến từ một tập đoàn công nghiệp của Canada tên là Dustman, một công cụ hoàn toàn tuyệt vời với khả năng di chuyển và trồng lại một cái cây. Công cụ tuyệt vời này có thể xúc một cái cây cùng với hệ thống rễ của nó và đống đất cát được bao bọc xung quanh lên khỏi mặt đất. Dường như việc này vẫn chưa đủ khiến bạn kinh ngạc phải không? Tree Space còn có thể vận chuyển cái cây này đến một địa điểm mới và trồng lại nó. Quá trình này không có gì nguy hiểm đối với nó cả. Các cây được bao bọc an toàn và chắc chắn ở trong ngôi nhà mới của mình. Trước khi vận chuyển cây, cần phải xác định trước vị trí trồng lại cây. Sau khi đã xác định, Tree Space sẽ tạo ra một nơi để trồng lại cây bằng cách đào một cái lỗ tròn trịa ở dưới đất. Đối với những cái cây cực kỳ to lớn, Tree Space luôn có sẵn những mẫu lưỡi xúc đặc biệt, chuyên dụng cho từng trường hợp. Những mẫu này bao gồm lưỡi xúc 22 hoặc 25 độ, một cái phễu 30 độ và một cái phay 3 điểm. Bằng cách áp dụng sức mạnh cơ giới vào trong một quá trình mà trước đây hết sức dài dòng và khó khăn, Tree Space đã có thể thực hiện công việc này chỉ trong vòng vài giờ. Một khi bạn đã thấy Tree Space bắt đầu làm việc, thì bạn sẽ tin rằng không có gì là bất khả thi cả. Thêm một sản phẩm khác đến từ tập đoàn công nghiệp Dustman, máy buộc cây Tree Tire, một thiết bị cực kỳ tiện lợi trong việc buộc và gói những cây lại thành những hình dáng thon gọn hơn. Khi mùa Giáng sinh đang đến gần ở rất nhiều quốc gia thì nhu cầu sử dụng cây thông Noel lại đang bùng nổ. Được thiết kế để chuẩn bị cho việc di chuyển cây cối từ nông trại, cỗ máy gồm nhiều vòng xoay này có thể buộc một cái cây chỉ trong vòng vài giây, đặt cái vòng xung quanh cây ở phần dưới cùng của thân cây. Trước vòng buộc cây sẽ tiến hành gói gọn những nhánh cây lại. Khi nó đang dần tịnh tiến lên phía trên ngọn cây, cơ chế buộc vòng sẽ từ từ cố định các nhánh cây lại bằng một sợi dây bện đặc biệt. Thiết kế gọn gàng của Tree Tire mang lại một giải pháp vận chuyển cây cối chắc chắn và gọn gàng hơn nhiều.
Chiếc lưỡi trước được điều chỉnh góc nằm ở vòng ngoài giúp cho việc nâng những nhánh cây đầu tiên trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, một chiếc cổng hình ống chạy bằng thể lực sẽ mở ra để kẹp vào thân cây. Tiếp theo, một chiếc vòng hình móng ngựa sẽ hỗ trợ việc kẹp chặt hoặc nới lỏng thân cây khi cần thiết, và một cánh tay xoay trục sẽ cung cấp cơ chế khóa cây theo góc cố định. Đối với việc buộc cây ở những nơi chật hẹp, mẫu xe có tích hợp máy đào sẽ cung cấp cơ chế tiếp cận cây từ trên cao. Cỗ máy 3-tier của Dustman là một trong những ứng dụng tuyệt vời đối với các vườn ươm. Nó cung cấp cho chúng ta một giải pháp mạnh mẽ nhất, gọn gàng nhất và nhanh chóng nhất trong việc gói gọn những nhánh cây này lại. Xin giới thiệu cỗ máy thu gom Beer Harvester và cỗ máy vận chuyển Buffalo King Forwarder, hai cỗ máy vĩ đại được sử dụng trong việc đốn gỗ. Để thu gom số gỗ với số lượng lớn thì không cần bàn cãi gì nữa. Ponsy Beer chính là cỗ máy có năng lực nhất được sử dụng tính cho đến ngày nay, được vận hành từ một buồng lái với thiết kế cực kỳ đơn giản. Cỗ máy khổng lồ chạy bằng bánh xích này là một cỗ máy không hề có đối thủ trong việc thu gom những thân cây to lớn trong những điều kiện khó khăn và phức tạp, với sự giúp sức từ chiếc cần cẩu được đính kèm hoặc những chiếc máy thu hoạch như chiếc H10 này. Thì Ponsy Beer có thể đốn cây một cách dễ dàng. Nó có thể gần như cạo sạch vỏ cây và cành cây, cắt chúng thành từng đoạn và xếp lại thành từng khối. Với tổng tải trọng 18 tấn, chiếc Ponsy Buffalo King với động cơ của Mercedes-Benz này gần như không hề có đối thủ. Với cả hai phiên bản 6 bánh và 8 bánh, hệ thống chống sóc theo khung cho phép nó chở hàng đi một cách an toàn qua những khu vực nguy hiểm nhất hoặc những con đường dốc đứng có tầm với khoảng 9,5m. Chiếc cần cẩu K100 này có một chiếc hàm chắc khỏe có thể nâng được đến hơn 1.000kg gỗ chỉ trong một lần nâng. Tai nghe không bằng mắt thấy, bạn cần phải tận mắt trải nghiệm quá trình vận hành của những cỗ máy này mới được. Hãy cùng chiêm ngưỡng cỗ máy CS2740 mẫu số 60, cỗ máy xử lý củi gỗ tuyệt vời đến từ một công ty của Canada tên là Cotkin, được chứng minh là cỗ máy xử lý gỗ với năng suất cao nhất hành tinh. Chiếc CS27 này có thể xử lý từ 14,5 đến 36,2 tấn gỗ mỗi giờ. Đầu tiên, một thanh gỗ dài được đưa vào trong một cái khay rộng 0,7m, được điều chỉnh để cắt mọi thứ đứt có đường kính từ 0,3 đến 0,6m. Một chiếc kẹp thể lực sẽ cố định thanh gỗ lại và chiếc lưỡi cưa hình tròn sẽ cắt nó ra thành từng khúc với một lực đẩy cực mạnh khoảng 42 tấn. Mỗi khúc gỗ như thế sẽ được đẩy đến một chiếc máy trẻ, ví dụ như chiếc máy trẻ củi thành 28 khúc này của Corking. Sau khi những khúc củi đã được xử lý đi ra khỏi máy trẻ, chúng sẽ được chuyển đến một chiếc máy xoay Corking. Chiếc lồng xoay này lọc ra những mẫu gỗ vụn và đưa những khúc gỗ xuống băng truyền để vận chuyển hoặc đóng gói. Khi tiết trời trở lạnh, không có gì tốt hơn củi lửa cả. Với những cỗ máy như chiếc ES27 này, bạn sẽ không bao giờ lo bị thiếu củi để đốt đâu. Hãy cùng chiêm ngưỡng những chiếc máy cưa cầm tay đáng kinh ngạc đến từ một công ty Bắc Mỹ tên là Norwood. Thay vì phải trả tiền thuê người khác xử lý đống gỗ xây dựng của bạn, những chiếc máy cưa này cho phép bạn có thể tự thực hiện công việc này tại nhà hoặc ngay tại công trường. Dù bạn có là gà mờ hay là một gã thợ mộc cứng cỏi, thì Norwood cũng luôn có một cách để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, là một cỗ máy có thể gắn vào chiếc máy cưa có sẵn của bạn. Chiếc PM14 này có thể cắt phăng những khối gỗ cứng hoặc mềm với đường kính lên đến 35,5cm, những khối gỗ với đường kính lên đến 66cm và những tấm ván dày đến 48cm có thể được xử lý nhanh chóng bằng mẫu máy cưa MN26 này. Rất lý tưởng đối với những công việc như xây dựng cho riêng mình một căn nhà gỗ trong mơ, cỗ máy LM29 này có thể xử lý những khối gỗ với đường kính lên đến 74cm. Nếu bạn yêu cầu một khả năng cưa gỗ của những chiếc máy cưa công nghiệp, thì mẫu máy HD36 toàn năng này sẽ giúp bạn cắt được những khối gỗ với đường kính lên đến 91cm để có được một bề mặt nhẵn nhụi trên những tấm gỗ được cắt tỉa xù xì. Hãy thử dùng mẫu máy đánh bóng và máy bào LX26 này nhé. Với những chiếc máy cưa đến từ Norwood, việc tự tay cắt tỉa cho mình những khối gỗ chưa bao giờ có thể dễ dàng như thế này. Xin giới thiệu chiếc máy trồng cây tự động P11A đến từ một công ty Thụy Điển có tên là
Brachy Forest được sản xuất từ năm 1990. Cỗ máy cải tiến này có thể trồng cây và làm những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ hoặc những khu vực đầy rễ cây và đất đá một cách dễ dàng, được tích hợp vào một chiếc máy xúc với tải trọng từ 14 đến 20 tấn. Cỗ máy P11A này có thể tiến hành những công việc cải tạo rừng, bao gồm xới đất và trồng cây mà chỉ cần đến một cỗ máy duy nhất. P11A được vận hành bằng thủy lực và được điều khiển từ bên trong buồng lái bằng một chiếc cần điều khiển bằng tay khá đơn giản. Người điều khiển có thể chọn mẫu phân phối để trồng cây và sau đó quyết định địa điểm thích hợp cho từng cây. Để bắt đầu trồng cây, công nhân cần đưa những cây con vào trong các ống giữ cây của máy. Sau đó cỗ máy sẽ xới được một ụ đất thích hợp lên, rồi máy trồng cây sẽ nén chặt ụ đất xuống và đưa cây con xuống dưới ụ. Nếu cần thiết, máy trồng cây sẽ cung cấp phân bón hoặc thuốc trừ sâu cho cây con. Nếu không thay thế một lượng lớn cây cối được thu hoạch mỗi năm, thì thảm họa phá rừng sẽ là điều khó tránh khỏi. Bằng cách chung tay đảm bảo sự ổn định của những cánh rừng khỏe mạnh và phong phú cho các thế hệ mai sau. Cỗ máy xử lý cây cối nào trong số những cỗ máy vừa nêu trên khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.